Tôi mời anh lần thứ ba, anh có thổi không? Anh mời tôi thêm 2 lần nữa tôi cũng không thổi, bởi vì anh không có giấy tờ đi làm em đây. Tôi mời anh lần thứ tư, anh thổi không? Anh không có giấy tờ. Tôi mời anh lần thứ tư. Tôi không thổi bởi vì anh không có giấy tờ. Anh không thổi đúng không? Anh không thổi đúng không? Thế đấy là anh không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 15 tháng 2, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn do thượng úy Nguyễn Quang Hưng làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km 15 quốc lộ 1A, đoạn thuộc thị trấn Cao Lộc thì phát hiện nam tài xế điều khiển ô tô mang biển số 12A145XX có dấu hiệu vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình làm việc, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia. Khi tổ công tác đề nghị kiểm tra nồng độ cồn, người này không chấp hành, yêu cầu tổ công tác cho xem và chụp chuyên đề, kế hoạch tuần tra thì mới hợp tác. Trước những biểu hiện bất bình thường của lái xe, tổ công tác đã giải thích, yêu cầu chấp hành nhưng người này vẫn lấy điện thoại ra ghi hình, phát trực tiếp lên Facebook hơn 1 giờ đồng hồ và có những lời lẽ lăng mạ các cán bộ làm nhiệm vụ. Tổ công tác đã niêm phong, tạm giữ phương tiện, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch đối tượng để xử lý theo quy định. Với hành vi của nam tài xế này, người vi phạm sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.